Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụ Music. Đàn piano cơ Yamaha EU3 được chế tác từ những vật liệu cao cấp, chọn lọc kỹ càng với những tiêu chuẩn khắt khe của Yamaha. Sở hữu piano EU3 sẽ mang đến bạn cảm giác say mê như mình vừa thưởng thức một ly whisky hảo hạng. Hôm nay Minh Phụng sẽ mang siêu phẩm EU3 đến với cô khách tại thành phố Thủ Đức. Nào, chúng ta cùng lên đường thôi. Này, đội đang đi từ hướng Điện Biên Phủ. Thời tiết giữa trưa hơi oi bức, thoáng hàng cây xanh. Trên đường xe cộ qua lại thông thoáng. Từ hướng Võ Nguyên Giáp chạy tiếp là đến được Thủ Đức. Các bạn cùng đợi một chút nha, xe tải sẽ đến ngay thôi. Yamaha EU3 đã tới rồi anh em. Vì piano cơ này nặng đến 248kg nên đội xuống đàn hôm nay sẽ gồm 6 thành viên. Xe bắt đầu hạ bửng nâng xuống, cửa xe mở ra, bên trong có 2 cây đàn cơ. Vì hôm nay Minh Phụ Music sẽ có thêm một chuyến đi nữa. Hẹn anh em với chiếc piano kia vào lần khác nha. Chiếc EU3 được đội từ từ mang ra phía bực. Trước khi hạ xuống đất, phần quà tặng và phụ kiện theo piano được lấy xuống. Cả đội đẩy piano vào nhà cho cô. Việc lên từng bậc thang không dễ dàng, vì thế các bạn có thể thấy rằng đội vận chuyển bên mình có cả kinh nghiệm, sức mạnh lẫn sự dẻo dai. Xe đẩy được lấy ra và cả team bắt đầu cùng nhau mang piano vào nhà thôi. Với sự phối hợp nhịp nhàng, cẩn thận và vô cùng chính xác của đội nên đang được khiêng lên lầu chậm chậm với trang bị dây dù lẫn dây đeo. Piano đẩy từng bậc thang chậm nhưng cẩn thận. Team đưa EU3 vào phòng. EU3 được team đặt theo vị trí mong muốn của khách. Nhân viên bắt đầu tháo lớp ni lông dày bảo vệ đàn tránh bụi bẩn ẩm ướt do trời mưa cũng như hư hỏng trong lúc mang đàn vào nhà khách. Và bạn nhân viên đem các quà tặng đưa cho cô. Mời anh em cùng ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của Yamaha EU3. Kiểu thiết kế đàn Yamaha EU3 vừa có những đường nét mạnh mẽ, chắc khỏe, không kém phần tinh tế. Toàn bộ thân đàn với lớp vỏ từ gỗ cao cấp, khung lưng hình chữ H, giá tăng độ chắc chắn cứng cáp. Yamaha sử dụng công nghệ sơn đen với lớp tráng men bên ngoài làm nổi bật màu đen bóng sang trọng và càng tăng thêm sự cuốn hút đầy mê hoặc. Logo Yamaha màu trắng sang bóng tạo điểm nhấn trong thiết kế. EU3 với 88 phím đàn được gọt giũa bằng tay, phủ lớp nhựa cao cấp với đặc điểm bền màu, bảo vệ phím gỗ bên trong, đường vạy đỏ dọc theo bàn phím làm nổi bật phím đàn. Yamaha EU3 có bộ máy cơ chất lượng với khung kim loại, hoạt động hiệu suất cao, ổn định trong thời gian dài. Hệ thống búa đàn bằng lông cừu tự nhiên, bản cộng hưởng của đàn làm bằng gỗ vân sam cao cấp, dây đàn làm từ thép đảm bảo độ dẻo dai, linh hoạt. Bộ pedal được đúc từ hợp kim đồng chặt với màu vàng sáng bóng, tạo nên vẻ sang trọng hơn cho cây piano. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn khi bạn mua piano tại Minh Phụng đó là ghế piano cao cấp theo đàn, khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sưởi và tập dép nhạc. Đừng quên rằng chỉ riêng với Yamaha EU3 bạn sẽ được Minh Phụng Music bảo hành 10 năm, miễn phí lên dây đàn 2 lần mỗi năm, kiểm tra 1 lần, 1 đối 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Cuối cùng, nhân viên Minh Phụng sẽ test đàn cũng như giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các app học nhạc trước khi bàn giao cho cô khách. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong tập lần này. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, đó là động lực giúp Minh Phụng Music nỗ lực hơn mỗi ngày. Khi muốn trải nghiệm trực tiếp nhiều nhạc cụ khác, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.